Đạo Tuấn Tú, con nhà phú quý, tình tình phóng khoáng, ăn nói rất có duyên, thu hút. Lúc ông làm việc, người ta cả tháng mới bán được 1-2 sản phẩm, còn ông thì hàng ngày có thể bán tới 7-8 bộ sản phẩm. Ông rất có tài chào hàng, là bậc kỳ tài trong giới kinh doanh. Thế nhưng ông lại có một tật xấu, là rất ưa chuyên mây mưa trăng gió, thường tìm kỹ nữ mua vui. Ông kể đã truy hoan với rất nhiều cô. Tôi là đồng nghiệp, thường cố gắng thuyết Phật Pháp khuyên can ông. Tôi nói, người có phúc, lộc nhiều mà đắm mình vào bao gái, ăn chơi sẽ làm suy phúc. Còn người có phúc lộc mỏng ắt sẽ bị giảm thọ. Nhờ làm việc chung, ông cũng chịu nghe lời tôi khuyên nên đối với nữ sắc cũng lưu tâm kiềm chế. Sau này ông rời đến nơi khác, cùng bạn bè hùn hạp mở tiệm, giao du toàn những người yếu sắc, ăn chơi nên chẳng bao lâu lại đắm chìm trong sa đoạn phóng túng. Ông còn khoe là, bạn bè luôn khuyên phá đời các thiếu nữ để tăng thêm may mắn. Do vậy mà các bé gái mới 12, 13 tuổi đã bị ông và đám bạn nhiễm nặng thuyết tàn nhẫn bất lương này xâm hại. Tôi nghe xong rất buồn, vội khuyên ông dừng lại và giải thích rằng hành vi này không phải là việc xả xui giúp phát tài hay tăng đại may mắn, mà chỉ càng hủy hoại phúc, lộc, quyền và khiến bản thân ông đoạn thọ. Tuyệt đối chẳng nên tin theo tà thuyết này. Nhưng ông vẫn cuồng tín không nghe, hăm hở bỏ tiền ra phá đời các thiếu nữ. Sau đó khoảng chừng 2-3 tháng, ông lái xe hơi mui trần đi ngao du cùng bạn tình thì bỗng bị xe tông, khiến ông văng lên cao mười mấy mét rồi té xuống, não dập nát bét, chết thảm đến kinh hồn. Ha ha ha, 问什么的说